nay mình test cho các bạn đó là Serving Vega AT8 ghép với âm ly đề nòng AVR2807. Thì đây là một cái bộ đôi rất là vừa phải với cái tầm tiền chúng ta bỏ ra. Đôi loa chỉ 5,9 triệu và âm ly 5 triệu thì nó chưa đến 11 triệu, nhưng mà nó có tích hợp đầy đủ những chức năng rất là tuyệt vời cho chúng ta. Nào là tích hợp đầu giải mã, tích hợp luôn trong cái âm ly này. Và đôi loa này thì bass 20 trép đôm nghe rất là hay. Âm ly này là một âm ly xem phim nghe nhạc luôn. Nếu các bạn muốn trải nghiệm phim ảnh thì chúng ta có thể gắn thêm loa sọc ra center sub là chơi. Còn nếu nghe nhạc không thì một cặp loa đã đủ rồi. Và với 5 triệu thì so ra là một cái âm ly xem phim như vậy thì nghe rất là hay. Cam đoan các bạn không thể nào mà tìm được âm ly nào mà tầm 5 triệu mà vừa tích hợp giải mã, vừa xem phim nghe nhạc mà lại hay như thế này. Rồi thì con này 770W thì các bạn biết nó cũng rất là khủng rồi. Bây giờ mình sẽ ghép với Serving Vega AT8. Mình sẽ ghép luôn bằng chức năng giải mã trên TV này luôn. Giọt cà phê đầu tiên rơi trong đáy ly sầu, và mùa xuân cũng rơi theo trên xứ lạ quê đâu. Giọt cà phê đầu năm đắng tâm hồn người tha phương, dù cà phê đậm hương. Lời tình yêu đầu năm anh xin rót êm đềm, thì thầm bên vành tai em nơi quán nhỏ cô đơn. Lời tình yêu đầu năm có pha giọt cà phê đắng hơi người tình viễn phương. Anh xin chúc buồn ơi xin đừng đến, đừng buồn lên đôi mắt đêm. Anh xin chúc em một ngàn xuân cũ xuân thêm, một ngàn lần xuân đẹp hơn như áo mới em mặc. Chào mùa xuân sáng với đời. Lì xì nhau nụ hôn cho em chiếm bao hồng, ngày đầu xuân mở sen em đếm được tình anh không. Từng giọt đã nhịp máu đã lên luôn cà phê nâu, giọt đầu tiên ở buồn ơi xin đừng đến, đừng buồn lên đôi mắt tình. Anh xin chúc em một ngàn xuân cũ xuân thêm, một ngàn lần xuân đẹp hơn như áo mới em. Chào mừng xuân sang với đời.
lì xì nhau nụ hôn, cho em chiếc bao hồng. Ngày đầu năm mở xem em đếm được tình anh không. Từng giọt đá nhịp màu đắng lên ngụm cà phê nóng. Giọt đầu tiên ở đâu? Từng giọt đá nhịp màu đắng lên ngụm cà phê nóng. Giọt đầu. Xin được kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy hạnh phúc, an lành và... Rồi mình đã test xong cái bộ đôi này rồi. Và cái giá của đôi loa như mình nói lúc nãy là nhắc lại luôn là 5.9 triệu. Âm ly là 5 triệu. Cái âm ly này thì nó có cái đèn màn hình nha các bạn. Quay xa thì các bạn nhìn giống như không có. Đây, đó. Nó sẽ hiển thị các cái tông bát rép rất là nhiều cài đặt. Và mình đang chơi bằng cổng cấp quang, các bạn nên nhớ là vậy. Rồi thì bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ sớm số điện thoại dưới góc màn hình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.